Fox News dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đề cập về dự luật hỗ trợ Israel. Ông nói sẽ ủng hộ dự luật có khoản tài trợ quốc phòng cho Israel, nhưng không dành ngân sách cho Ukraine. Có rất nhiều vấn đề đang xảy ra khắp thế giới, cần chúng ta giải quyết và chúng ta sẽ làm vậy. Nhưng bây giờ, tình hình ở Israel thu hút quan tâm ngay lập tức, và tôi nghĩ chúng ta cần tách biệt vấn đề đó để xử lý. Ông Johnson cũng bày tỏ tin tưởng rằng một dự luật chỉ tập trung vào viện trợ quân sự cho Israel sẽ được lưỡng đảng ủng hộ và thông qua tại Hạ viện trong tuần này. Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ từ chối đề nghị của Tổng thống Joe Biden về gói viện trợ quân sự kết hợp. Trước khi đảm nhận vai trò Chủ tịch Hạ viện, ông Johnson đã chỉ trích gói viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Hồi tháng 5 năm 2022, khi còn là nghị sĩ, ông bỏ phiếu phản đối gói viện trợ 40 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và nói rằng nên ưu tiên giải quyết các thách thức về khả năng chi trả trong nước. Vấn đề tăng viện trợ cho Ukraine đang gây chia rẽ trong chính trường Mỹ. Tổng thống Biden nhiều lần khẳng định Mỹ sẽ sát cánh với Ukraine và kêu gọi Quốc hội thông qua gói hỗ trợ mới cho Kiev. Hạ viện và Thượng viện Mỹ hôm 30 tháng 9 thông qua dự luật ngân sách mới nhằm ngăn chính phủ đóng cửa trong 45 ngày, nhưng không có khoản viện trợ bổ sung nào cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sau đó thông báo hỗ trợ quân sự Ukraine thêm 200 triệu đô la Mỹ giữa những lo ngại về nguồn viện trợ dành cho Kiev. Ngay cả khi Quốc hội không thông qua khoản viện trợ mới nào cho Ukraine, chính phủ Mỹ vẫn có quyền rút thiết bị quân sự trị giá hơn 5 tỷ đô la Mỹ từ kho quân sự chuyển cho Kiev. Tuy nhiên, khoản ngân sách mà Bộ Quốc phòng Mỹ được phân bổ để mua các thiết bị thay thế, bù đắp vào số vũ khí chuyển đi chỉ còn 1,6 tỷ đô la Mỹ. Việc Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự Ukraine có thể tạo ra những khoảng trống họ không thể lập tức lấp đầy trong năng lực phòng thủ đất nước. Ông Mike Johnson không đề cập đến việc khi nào Hạ viện sẽ bắt đầu vòng đề xuất mới nhất để hỗ trợ cho Ukraine. Tổng thống Biden đã kêu gọi một gói hỗ trợ chung cho cả Ukraine và Israel trong dự luật ngân sách khẩn cấp trị giá 106 tỷ đô la Mỹ, thay vì để các nghị sĩ bỏ phiếu riêng về từng vấn đề. Chính quyền ông Biden cũng công bố một kế hoạch vào đầu tháng này về việc cung cấp ngân sách bổ sung trị giá 61,4 đô la Mỹ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, 14,3 tỷ đô la Mỹ cho Israel và 9,2 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động cứu trợ nhân đạo ở cả hai quốc gia. Quốc hội Mỹ trước đó đã thông qua 113 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho Ukraine, nhưng quan điểm phản đối việc hỗ trợ bổ sung cho Kiev trong Đảng Cộng hòa đang ngày càng gia tăng. Hầu hết nghị sĩ trong Hạ viện thuộc đảng này đều phản đối việc hỗ trợ thêm cho Ukraine. Tôi không có ý định sử dụng vấn đề này cho bất kỳ trò đánh lạc hướng chính trị mang tính đảng phái nào. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, ông Johnson cho hay. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.